Thưa quý vị, cùng với việc đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp, toàn tỉnh hiện có khoảng 4.800 khu nhà trọ do các hộ gia đình cá nhân tự đầu tư xây dựng với khoảng 77.200 căn nhà trọ, đáp ứng nhu cầu cho hơn 156.000 công nhân, người lao động trong các khu cụm công nghiệp sinh sống. Bên cạnh các mô hình nhà trọ dân quá, nhà trọ kiểu mẫu, qua rà soát, nhiều khu nhà trọ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cũng như an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, để thu hút nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp, tỉnh cần có thêm nhiều cơ chế chính sách khuyến khích để phát triển nhà ở xã hội, nhằm chỉnh trang xóa dần các khu nhà ở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.